muốn vào bản này để ghi một cái thước phim nhỏ nhỏ, chia sẻ lên cho tất cả quý các bác và mọi người cùng xem. Rất là mong tất cả quý các bác và mọi người sẽ luôn đồng hành và theo dõi cái kênh, có thêm cái động lực mà làm cái video tiếp theo luôn về sau nữa, nhiều hơn nữa. Đấy, bên xa xa đằng sau là toàn trên này toàn là chỉ có đất đồi, còn một tí thì em sẽ đi vào trên trong bản kia, em hội gặp được người dân ở trong đấy thì em sẽ ghi hình lại cho tất cả quý các bác và mọi người cùng xem. Trước mặt của quý các bác là ở bên này là gọi là một xá, ở bên này gọi là một xá. Bây giờ đang đến là cái mùa lúa, đang đến mùa lúa mà dân trên này bây giờ đa số là trồng lúa, bởi vì là đến mùa lúa rồi. Quý các bác có thể nhìn thấy ở một vài điểm thì có rất là nhiều căn nhà mà gọi là ở với nhau, còn một vài điểm thì nhà rất là thưa thớt. Ở trên này thì chỉ có ở một số nơi thì đất nó bằng phẳng một tí thì dân người ta hay làm nhà ở gần nhau thôi, chứ còn bên này thì khí hậu để mà trồng trọt thì gọi là Việt Nam mình khí hậu trồng trọt thì khá là thích hợp. Ở bên Angola kia thì cháu nhìn thấy cái khí hậu của nó khác hơn, trồng hoa màu mọi cái thì nó không được phát triển như ở Việt Nam mình. Ở trước mặt quý bác là cái con đường mà nhỏ nhỏ bon bon mà đi vào trong bản. Trên này có một cái bản mông, ở dưới kia là có người nông ở đấy. Quý bác này nhìn thấy con đường ở trên này, người ta đường rất là nhỏ lắm, có những chỗ thì còn đi mình cảm thấy mình an tâm, còn những chỗ đoạn này dốc nó kinh khủng khiếp luôn, mà trên này cũng ít khi người ta đổ bê tông. Đây thì có một số bạn nhỏ đang chơi, sao bạn nhỏ đang lấy măng. Lấy măng làm gì đấy? À, con lấy măng làm gì? Con lấy măng làm gì? Nay thì nấu ăn à? Có ăn kẹo không? À, chú cho kẹo ăn kẹo không? Lại không ăn. À, chắc lên lớp cô giáo bảo không nhận kẹo người lạ đúng không? Yên tâm là các chú không phải người lạ đâu, các chú là người ở dưới kia kìa. Chú lên đây chơi thôi. Hôm nay thì em có một cái người bạn mà đi cùng chia kẹo cho mấy bạn, mấy em ấy. Phải biết xin chứ, lên lớp cô giáo có dạy xin không? Đó. Ngoan thế nhỉ, xin ạ. Năm nay được bao tuổi rồi? Năm nay con được bao tuổi rồi? Năm nay con học lớp mấy nào? Lớp 2 nữa. Lớp 2 là được tầm 7 đến 8 tuổi đấy các bạn. Còn cái bên này, cháu năm nay học lớp mấy rồi? Lên lớp 1 rồi à? Ồ, là 6 tuổi đấy nhỉ. Học học có xa không? Xa. Nhà cháu ở dưới này à? Đây là đang chơi chăn trâu ấy. Đang chơi à? Ồ, em bé bên này bị em gái bên này bị rụng một cái răng rồi các bác. Đang thay răng à? Măng ở trên vùng cao này thì có khá là nhiều măng các bác ạ, đến mùa măng thì cũng khá là nhiều măng. Cái này tối nay mang để nấu ăn à? Nhìn măng ngon quá nhỉ. Ăn chứ nhỉ, để chơi. Thế thôi lấy măng đi nhá, chú về nhá. Vài cái nào. Đây ông bố thì đang làm ruộng các bác. Em về đây anh ơi. Vâng. Chào nhá. Chào nhá. Lên trên vùng cao này thì thỉnh thoảng gặp mà các em các cháu đang chơi ở ngoài, nhưng mà trên này thì cái điều kiện mà chơi thì nó cũng gọi là còn không có điều kiện để mà chơi máy, chỉ ra ngoài chơi cát hay chơi gì đấy. Thỉnh thoảng bố mẹ đi chợ mua được cái ô tô về chơi đến bánh rụng hết cả da rồi, nhưng mà vẫn chơi. Ô, đây gặp một chú. Khó ấy hả chú nhỉ? Ok, đấy. Chú ra bên kia rồi. Thôi chú. Sao phải khiêng xe? Cái đường trên này thì nếu mà hai cái xe mà ngược chiều với nhau gặp nhau phải một xe phải dừng lại để tránh, không là không đi được đường bé. May ra đi gần xá thì có đường bê tông. Bây giờ chính quyền người ta có bây giờ chính quyền người ta có đổ bê tông ấy, là đi nó cũng ok hơn. Đường vào xóm thì nó bẻ, nó nhỏ.
trên vùng cao thì rất là bà có hoàn cảnh thì trên này thì còn rất là nhiều hoàn cảnh, còn nhiều rất là khó khăn. Ủa, chỗ này chắc phải dừng này, đi hơi khó. Hôm nay rất là may được em có lên đây thì rất là may được có anh bạn đi cùng, chứ không là lên trên này thì em không biết đường. Đường trên này thì dân người đã đào men thôi, chứ không có đào nhiều quá, đá không to. Măng thì có khá là nhiều. Đây là đường đi vào. Ở bên này nó trâu nhau ấy, trâu không có. Trâu chắc giờ chắc mang đi thả rồi. Cây đào này đến mùa nó có vẻ đẹp phết bạn nhỉ. Mang quỷ đi bán rồi cô. Cô này không biết nghe tiếng kinh nữa. À đây là cái ống nước chứ. Nước này tôi tưởng là nó có cái khe đấy, nhưng mà không phải bạn ạ. Trên đầu mạch về đầu nguồn ấy. Nhưng mà nước này là mát, mặn mát phết đấy bạn ơi. Nước này mát. Đây còn có mấy cái đào khá là đẹp này. Ở nhà dân bản ở trên này thì làm cũng gọi là khá là đơn sơ. Trên này thì có cái cây trúc này này, cây trúc là nhiều đan nói với nhau. Được cái ở bên này thì có biên Việt Nam mình thì có cây gỗ khá là nhiều, cho nên là người ta toàn trên này thì làm hầu như là nhà bằng gỗ là nhiều. Cây đào đây, cây đào mà đến mùa trước Tết nở hoa thì gọi là đẹp thôi rồi luôn nhỉ. Đây có mấy em nhỏ đây. Nhà cô này chắc không quay ở nhà. Nhà đơn giản thôi. Trồng cái đào này chắc không phải được mấy chục năm rồi. Lên trên bản này thì theo một cái kẹo cũng như là ở bên Angola kia. Chạy đâu rồi? Chạy đâu rồi? Chú đưa cho kẹo này. Sống sánh nhá. Không biết sống sánh à? Ôi nhà các bác đi đâu hết rồi? Đi làm đi chân châu hết rồi à? Gái cháu gái kia đâu rồi? Ra đây chú đưa kẹo này. Xấu hổ, không phải xấu hổ đâu mà. Không phải xấu hổ đâu mà, ra đây chú đưa cho kẹo này. Trong nhà này khá là tối nên là em xin phép là không vào trong nhà nữa. Tại vì đang nhà bạn này đang có con nhỏ. Cháu gái ra đây chú đưa kẹo này. Ồ, xinh quá nhỉ. Ngại rồi. Ra đây chú đưa cho kẹo này. Bạn gái ở bên kia thì cháu gái bên kia thì khá là ngại. Cái này thì bà con trên này thì hay làm như này để phơi thóc ấy, phơi thóc, phơi ngô, phơi sắn. Cái này còn bên này là cái chuồng gà. Ở đây thì hầu như là người dưới xuôi thì gói cái lá dông này bằng như là cái lá nó màu trắng trắng hơn. Ở trên này thì cái lá dông này gọi là lá dông đỏ ấy. Nó thơm hơn sao. Đây là Tết. Đây là trên này, trên bản này thì gọi là không phải đi mua lá dông ở đâu nữa. Tự nhà tự có, nhà tự cung tự cấp. Nhà này cũng khá là nhiều cây đào à. Thôi mình đi thôi nhỉ. Đi nha. Chơi thì mới đi. Thôi rồi. Em với xin phép về đi. Anh xin phép về đây. Ai bà ơi, củi khá là nhiều ấy chứ. Ô, đây củi ở trên này thì hầu như là bà con lên trên rừng lấy là nhiều thôi. Chỗ này có củi tí ngọc am khá là thơm ấy. Nên ngọc am xịn luôn. Tự lên trên rừng mà đào xuống khá là xịn. Thôi bọn em xin phép về đấy nhá. Cái váy này là hình như là váy Mông ấy. Cái váy bản, cái váy địa phương của người ta. Chanh. Ôi nhà này nuôi lắm gà lắm này này. Gà như kiểu gà trọi này. Trăm nghìn một con. Thật không đấy? Không, nhưng mà con gà này bé mà. Bé tí chắc không đến 100.000 đâu.
đường đi vào nhà thì cũng gọi là khá là bé. Ở đây mà nếu mà đường mà mưa thì chắc xe máy cũng nghĩ là khó vào ấy nhỉ. Đấy, nếu mà chở gì thì thôi rồi, không bị chở nữa. Lại bắt đầu đi xuống ấy xem, đi xuống ấy và tìm đến đường đi về thôi. Không biết tôi đang ở tới đâu. Nhưng mà trước mà bạn có hay lên đây nhiều không? Hình như ở chỗ này là một rừng măng luôn đấy nhỉ? Không, nhưng mà cái rừng măng này là măng ngọt. Măng ngọt, nhưng mà của đất nhà người ta hay là măng cái này là của chung thôi mà. Nhà người ta. Đến đoạn này có đường bê tông rồi, có đường bê tông một tí. Đoạn này có vẻ dốc ấy, nên là người ta mới đổ bê tông cũng chứ. Bê tông là không được. Có 10 mét. Trên này người ta chắc cái chỗ đấy mấy nhà góp tiền nhau để mổ để đổ chứ. Cô này vừa mới cô đi nhanh phết đấy nhở. Đây có một là mấy anh bạn đang đánh bóng chuyền chơi mà đánh bóng chuyền à. Ở trên này đến mùa đông thì gọi là khá là lạnh ấy, nếu mà ở trên vùng cao mà gọi là gần núi thì khá là lạnh. Nhưng mà tôi thấy bảo là nghe người trên này nếu mà mùa đông thì trâu thì như có thể bị chết hay sao ấy nhở. Trên đầy mùa đông nó lạnh quá nó không chịu được, trên này có khi khu này nó còn có đóng băng có tuyết. Ở đây gặp hai con trâu to này, chạy rồi nó sợ chạy không phải chủ nó đâu mà chả sợ. Đây ok, nó khá là nhiều, dừng ngay đây luôn không phải đi đâu xa nữa. Cũng như mà rừng cánh rừng ở bên trên cái tay phải của mình đấy là rừng của nhà nước hay sao chứ? Không, rừng đấy rừng tư hết. Rừng dân nó khắc trồng trọt được lên. Nước à? Đây nước nguồn khá là nhiều quá. Trên này nó là đỉnh đầu của nó. Đoạn này có vẻ khó khăn đấy. Đường trên này nó chỉ có thế. Chưa có bao giờ ấy, đường có bê tông rồi đi hẳn mấy cây số. Lần này về Việt Nam là dự định của em, nếu mà lên trên này nhìn thấy ba con nào mà có hoàn cảnh là khó khăn đấy thì nếu mà giúp đỡ được một phần nào đấy thì em sẽ giúp đỡ một phần nào đấy. Mà em có thể là gọi là không giúp đỡ được về cái tiền bạc hay là vật chất gì đấy, nhưng mà em sẽ giúp đỡ được bà con trên này, một số người có thể là tạo công an việc làm cho người ta. Lần này dự định em về thì cũng sẽ là làm một cái công việc gì đấy. Đoạn này có vẻ rất hơi khó đúng không? Đoạn này thì chắc là khó hơn. Hôm nay rất là may gặp được ông anh bạn ở trên này, thì ông anh bạn cũng bảo là lên trên này có công việc, thế là ông bạn này đèo đi luôn. Đường trên này thời một thời gian cũng về mà đi kiểu không quen tay, nó hơi khó. Lâu rồi đấy, cách đây chắc là hơn năm rồi đấy, chưa lên đây một lần nào. Bạn cách đây hơn năm không lên đây rồi á? Đúng rồi đấy, khá là lâu rồi. Bởi vì trước kia lên đây còn đi rồi lấy củi, giờ người ta cấm chặt phá rừng nên thôi. Đoạn này hơi có vẻ hơi khó khăn cho nên là chắc phải đi đi bộ xuống. Hình như người ta xuống này sao chứ? Xuống này chéo không? Hay không người ta xuống này chéo đi này. Đường lên trên vùng cao này gọi là phải tay lái lụa thì mới lên được ấy các bác. Đi được. Đâu? Hình như là ra chỗ này nó chạm này. Ở trước mặt thì chạm ấy. Chỗ đấy yếm. Rồi được. Không sao. Rồi. Đường này đi hơi khó đấy nhờ. Đoạn này. Cái đoạn này chắc phải đi đít xe ra. Kéo tới phát. Kéo rồi. Thả chưa đi. Ủa cái đường. Đường này gọi là tay lái lụa đấy các bác. Như này có khi phải khiêng xe xuống bác.
ấy. Hôi tay à? Mỏi tay đi tiếp. Này có vẻ như kiểu cung đường mà nguy hiểm nhất hay sao. Ở trên kia người ta có xây một cái giếng luôn. Thôi chắc phải xuống á. Mệt hơn cả đi bộ. Đây thỉnh thoảng gặp được cái suối bằng nước to phết nhở. Cái kia chắc là nước nguồn đấy mà. Nước chảy trên rừng xuống này. Nguồn này còn ít đấy. Nguồn có nước thì kiểu